Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Thanh Lam đã khởi xướng đêm nhạc chung tay ủng hộ người dân vùng lũ Quảng Ninh. Đêm nhạc dự kiến sẽ diễn ra vào 20 giờ Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại Wing Lao, Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam như Tùng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Quốc Trung. Sau những trận mưa lớn liên tục gây thiệt hại về người và của tại Quảng Ninh trong những ngày vừa qua, ca sĩ Thanh Lam sẽ cùng các đồng nghiệp của mình chung tay thực hiện đêm nhạc từ thiện với mục đích gây quỹ, góp thêm một phần nhỏ chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, đặc biệt là các gia đình nghèo và công nhân mỏ than Quảng Ninh. Trên trang web cá nhân, nữ ca sĩ liên tục cập nhật sự ủng hộ của mọi người cho đêm diễn từ thiện này. Toàn bộ tiền tài trợ và bán vé của đêm nhạc sẽ được dùng cho việc cứu trợ, được trao trực tiếp cho các hộ khó khăn một cách minh bạch.